Cực mê, nữ trưởng phòng chút hơn 14kg mỡ. Hạnh phúc khi mặc vừa chiếc váy cưới khoe eo cực nhỏ. Các con này thấy mẹ xinh không? Cả nhà thấy mẹ có xinh không? Quá đã với body trong chiếc váy cưới cùng vòng eo cực nhỏ của chị Hồng Nhung. Ai có thể tin được chị đã từng sống trong thân hình này trong suốt gần 20 năm. Mỡ cứng, chảy xệ, vô cùng mất thẩm mỹ. Vậy chị đã làm thế nào để có được body khiến mọi người phải oà lên? Sau khi mặc được chiếc váy cưới mà chị đang mong muốn ấy, thì không biết là cảm xúc hiện tại của chị thế nào ạ? Ôi dồi, sung sướng lắm em ạ. Dạ. Không nghĩ là chị được mặc váy cưới như ngày hôm nay luôn. Dạ vâng. Dạ. Em thấy là cả xương quai xanh cũng lộ ra rồi này, và vòng eo rất là rõ ràng đúng không chị? Đúng rồi. Em được biết là trước đây ấy, thì khi mà mình có chỉ số cân nặng như cũ ấy chị, thì mình đã rất là vất vả trong quá trình giảm mỡ ấy. Thì không biết là mình có thể chia sẻ một chút cho những khán giả đang theo dõi là tại sao ngày đấy mình có thể có một số cân nặng như vậy được không? Thực ra thì hồi đấy là chị cũng khoảng tầm 17-18 tuổi gì đó. Dạ, vâng ạ. Cái cơ địa của chị ý, dạ, là hấp thụ rất là tốt luôn. Dạ. Ra ngửi thức ăn cũng đã béo rồi em ạ. Dạ vâng. Thành ra là cái đợt đấy là chị cũng khoảng tầm 60 cân, hơn 60 cân gì đó. Dạ vâng. Thế sau đấy thì yêu anh xã nhà mình. Dạ. Thế là hai anh chị là ăn nhiều đúng không chị? Đúng rồi. Rồi dạ. Tại vì anh xã nhà chị cũng là tâm hồn ăn uống, cứ dạ, suốt ngày rủ dê đi ăn đi uống. Dạ. Thế thành ra là cái chế độ giảm cân của chị cũng không có hiệu quả được lắm đúng không ạ? Chị Nhung ơi, ngày đấy mà không mặc được váy cưới thì chị có thấy tủi thân hay không ạ? Ôi tủi thân lắm em ạ. Sắp đến ngày cưới thì cũng khóc khít các kiểu thể loại đấy. Dạ, đấy tủi thân đó ạ. Về đêm nào cũng khóc. Mà dạ, lúc đấy là cũng rất là muốn là mặc được cái váy cưới nhưng mà cái thân hình nó béo quá nên là dạ, không thể mặc được, nên là anh thấy rất là buồn. Dạ. Thế như là ngày đấy là có em bé trai này trước đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chị cũng mang bầu trước nên thành ra dạ, là cái phần cơ thể cũng lại to ra ấy. Dạ. Thành là thứ nhất là cũng ngại mặc váy cưới, thứ hai nữa là nhìn khi mặc váy cưới lên cũng thấy tự tin lắm. Dạ. Nhiều cô dâu người ta thon thả mặc đẹp như thế, mình lên thấy bao nhiêu người ánh mắt nhìn mình ấy dạ, cũng rất là ngại luôn. Dạ. Anh thấy là sau khi mà giảm mỡ như thế này thì anh thấy là người chị Nhung như thế nào ạ? Mình rất là đẹp em ạ. Dạ, anh vâng, rất là thấy giật mình luôn, không dạ, thể không nhận ra không vợ tin, luôn không ấy. Tin nổi mắt luôn. Dạ. Chị Nhung ơi, tin. Dạ, chị Nhung có thể đứng qua đây một chút nhé, và mình có thể xoay một vòng xem để cho các khán giả được thấy là cái chỉ số hiện tại của mình rất là eo đúng không anh? Ừ, anh thấy rất, hiện rất tại. Dạ. Ngày đầu tiên chị đến thì chị chỉ dám mặc quần áo thùng thình thôi. Đúng rồi em ạ. Toàn màu đen thôi, không rồi, dám mặc màu sáng luôn. Không dám mặc dạ, quần áo bó. Dạ. Mặc quần áo bó nhìn trông như là cái khúc giò ấy. Khúc nào mà khúc đấy. Dạ. Trong quá trình giảm mỡ tại viện thì không biết là chị Nhung có gặp khó khăn gì không hả chị? Không hề luôn em ạ. Dạ. Cảm giác rất là nhẹ nhàng như kiểu là mình đang đi thư giãn ấy. Thực sự là chị đứng đây chị cũng rất là cảm ơn thẩm mỹ viện dạ, đã làm cho chị một cái thân hình thon gọn như thế này. Dạ. Mà khi đi này hoặc là bây giờ là chị tự tin là đi họp lớp cùng với anh xã rồi. Dạ vâng. Và bây giờ cũng bệnh tật nó cũng thuyên giảm nhiều đấy, đúng không chị? Chị bây giờ chị thỉnh thoảng 6 tháng chị cũng đi khám một lần, tại vì là dạ, khi béo chị cũng hay bị kiểu mỡ máu các kiểu đấy. Dạ. Nên bây giờ chị cũng đi khám cảm thấy mỡ máu là ok hơn này, rồi sức khỏe cảm thấy cải thiện hơn, thậm chí để cắt đến ngày đến tháng ấy dạ, cũng đều đặn hơn đấy. Dạ, thế đấy, là cũng rất là vui hơn đúng không chị? Đúng rồi em và ạ, quyết định là hôm nay chúng ta đến đây để chụp một bộ hình cưới, việc mà chúng ta đã không làm được trong hơn 10 năm qua đúng không ạ? Chắc chắn là điều đấy là khiến chị rất là buồn, rất lắm, là vui luôn. Dạ. Hai con ơi, hôm nay đi chụp ảnh cưới cùng bố mẹ thì các con có thấy mẹ xinh hơn không? Không. Rồi, hai con có vui không? Muốn được body S-line, mặc những bộ váy siêu nhỏ như chị Nhung, inbox hoặc để lại số điện thoại đến ngay tập đoàn giảm béo Đồng bằng Medical Hàn Quốc nhé.